em thì là một người không biết hát nhưng mà em biết nghe. Thì cái chất giọng chị rất là hay, nó lạ. Dạ, nhưng mình rất là nghe mà mình thích và muốn nghe thêm nữa. Thì ở đây em cũng muốn hỏi anh Thọ luôn là cái đam mê của anh từ hồi xưa tới giờ là anh là đánh nhạc hay là thực sự anh có công việc khác, cái này chỉ là một cái mà mình đam mê thôi? Hồi xưa thì lúc còn bên Việt Nam thì có học guitar. Nhưng mà qua đây thì phải vì công ăn việc làm á, nên mình cũng không có còn đụng guitar nữa. Nhưng mà cách đây khoảng chừng 8 hay 10 năm á, thì tình cờ có đi ra một cái quán ăn, thấy mấy người ta chơi nhạc keyboard hay quá, thì bắt đầu tự mua đàn về tự mình tập ở nhà. Thì cái đó là cái đam mê. Với lại giống như mình nhiều lúc thời gian đầu ngày phải tập 4-3 tiếng hồi ngồi tự động tập. Dạ, em cảm ơn anh chị và nhóm Happy Band đã đến với chương trình Talk Show Góc Khuất. Thì thực sự cái này là cái góc khuất, thì em muốn hỏi thêm là cái góc khuất tại sao thực sự anh đánh nhạc rất là hay và chị đây hát cũng rất là hay. Em không biết chị Cathy có hát không nhưng em nghĩ cũng chắc là hay. Thì tại sao mình không cái cơ hội đó, mình có thể đi thi bây giờ biết bao nhiêu mà chương trình ở đất Mỹ đây quá trời hát giống như là thi để làm ca sĩ, thì tại sao không có dùng cơ hội đó nhưng mà lại đi hát trình diễn, coi như là mình nói là vui, giúp vui cho quý vị khán giả giống như cô chú bác ở Chuyện Những Lão hay Nursing Home ở chùa, là sao mình đi chọn theo cái con đường đó? Thật sự thì trong cái nhóm tụi này là cái ca hát là cái đam mê của nhóm thôi. Tại vì ai cũng có công ăn việc làm, ai cũng có những cái business riêng đó. Thành ra là tụi này chỉ là thích hát, thích vui, cho nên mới có cái tên là Happy Band là vì vậy. Thích vui, thích get together, ca hát, rồi đi giúp vui cho các bác ở viện dưỡng lão. Rồi thỉnh thoảng chùa, nếu mà những cái ngày lễ, nếu mà chùa cần ban nhạc thì tụi này volunteer vô chơi cho chùa. Chứ không bây giờ nhận một cái thù lao của bất cứ một cái chùa hay là bất cứ một cái nơi nào hết. Thật sự là rất là đáng quý. Chị nói thêm dùm làm đấy. Rồi trong cái Happy Band này thì tụi chị có một cái nhóm là tụi chị đi cho người homeless ăn. Có hát cho họ nghe không? Rồi. Bây giờ cũng mình busy lắm nên không có thời giờ mà nên đi làm ca sĩ. Thì như tụi chị đi cho homeless ăn thì tụi chị sinh hoạt từ ngày vào mùa đông thôi. Mùa đông thì từ tháng ngày Thanksgiving cho tới hết tháng 3. Mấy tháng luôn, 4 tháng. Cứ hai tuần, nếu có thời giờ rảnh thì đi mỗi tuần, không có thời giờ thì cứ hai tuần thì tụi chị lại nấu thức ăn đem vô cho mấy người homeless. Cái đó rất là đáng quý và thực sự luôn, ở đây là đâu phải ai cũng vừa hát miễn phí mà vừa đi có thời gian đi giúp cho những người vô gia cư. Thì ở đó cái đó là không có ít ai làm được lắm, vì không phải là họ không muốn làm nhưng mà không có thời gian, không cho phép. Thì nếu mà lỡ bây giờ quý vị nào đang xem chương trình và cũng thích đam mê âm nhạc từ nhỏ, muốn hát mà cũng không biết hát ở đâu, mà bây giờ nếu mà họ giống bây giờ không biết anh chị còn có chỗ để cho quý vị nào mà muốn đam mê, muốn gia nhập hội Happy Band hay không nhỉ? Hiện tại bây giờ thì cái nhóm chị cứ bằng quá đông. Cho nên là nếu mà vô thêm nữa đó, thì mình sẽ không có đủ thời giờ cho các anh các chị ca hát. Thành ra hiện tại bây giờ thì nhóm đã đủ. Thì thường thì mình đi hát là giống như sao, mình đi qua Viện Dưỡng Lão thì hồi nãy mình nói là tuần 2 lần hả? Hai lần, có khi ba lần cũng có khi thường đi tới 5, 6, 7. Nhưng mà mình xây, mình đổi giống như là nếu mà chị bận thì có người khác lúc nào cũng có. Đúng rồi. At least là một lên schedule luôn quý vị. Hàng tuần at least là cũng phải 8-9 anh chị đi. Thì có những anh chị bận đi làm thì họ đi vào ngày cuối tuần. Còn ngày nào mà họ rảnh rỗi thì mình ra cái chương trình là ok, tuần này mình hát chỗ này chỗ kia, thì nếu mà ai rảnh rỗi thì tới hát. Nhưng mà em có một cái thắc mắc là ca sĩ thì mình có nhiều rồi, còn một người đánh đàn thì mình mấy người? Hiện giờ có 3 người thôi. Đúng rồi, mình anh Thọ là chạy hết sao. Có 3 người. Vậy mình cũng nhưng mà là nhạc sĩ chính đó. Là ốm show. Là có nghĩa là show nào cũng có anh có mặt hết đó luôn. Đúng rồi. Một cái đam mê mà không có nói lên được lời nào. Mà quý vị mà thấy đi, ca sĩ nhiều khi họ có lúc họ bận, họ mệt thì họ cũng bỏ show hay là họ không có làm, họ dưỡng sức rồi mấy tháng sau họ mới có một cái show. Còn ở đây mình ở sức ở đâu mà mình cứ chạy tuần 2-3 show rồi xong rồi đi hát chùa, nhất là dịp Tết nữa, thì một ngày
cũng vào Tết một ngày mình có mấy show trung bình á? Hôm Tết hả? Tức là tụi chị busy từ ngày thứ năm tuần rồi cho đến hôm mùng 2 Tết là dứt ở chùa Huệ Quang. Dạ. Yeah. Đó. Thế là quả như 4 ngày. 4 ngày. 4 ngày liên tiếp, ngày 2 show, 3 show. Mà có khi bây giờ mình nói đến khi mà mình hát cho những cô chú trong diện những lão thì cái cảm giác của họ như thế nào? Bây giờ mình các kể em nhờ mấy chị kể em anh thì kể thêm mấy câu chuyện mà khi mình làm cảm động chứ. Cái này người hát mà không lấy tiền mà hát rất là hay, ở đâu ra? Dạ. Yeah. Lúc này có hát mà nhiều lúc vô nước sinh hơn các bác yêu cầu. Nếu mà mình không đáp ứng được bữa đó thì mình về mình tập cái bản đó, cái lần sau mình trở lại sẽ hát cái bài đó. Yeah. Mà cảm giác mình giống như mình mỗi lần mình vô trọng xong á, mà cảm giác mình khi mà bước ra khỏi cái nursing home mình feel rất là good, mình làm được một cái điều rất là tốt cho hôm nay mình. Yeah. Thấy thương lắm, các bác giống như chờ mình, chờ mình mỗi tuần chờ mình tới. Họ rồi ghi sẵn mấy cái bài hát thích rồi yêu cầu mình hát. Cái là happy band hát nhạc yêu cầu đó em. Có dây đầm mà đứng này kia. Có không? Nhiều, có hát trong cổ không? Có đúng, đúng. đang vậy chắc là này thực sự Chelsea không biết nha. Cái này là cái được cái là lúc nào cũng có cái duyên số mà lên đây thì em chỉ nghe chị hát nhạc giống như nãy chàng tình hay nhạc trai giống nhạc mà nhạc lớn mạnh thôi. Nhưng mà giọng cổ thì chưa nghe, thì chắc bây giờ quý vị cũng chưa nghe luôn, thì bây giờ có cơ hội trên góc khuất được nghe giọng cổ của từ Happy Bands. Nhưng mà giọng cổ người ta thông thường là nghe nhạc buồn không mà chị? Thì cũng nhạc buồn buồn rồi có thêm một câu vậy thôi. Dạ, vậy chắc bây giờ em mời anh chị trình bày. Thế Thảo đang hát không hát xin không, câu không? Xin câu. Dạ. Xin câu dòng cổ đi. Happy Band này đa tài lắm. Dạ. Em năm tháng bơ vơ bên xưa không dời đổi, mà lời thề xưa ai nỡ dội quên rồi. Con thuyền tình tách bến sang sông, bến bình rịnh làm chi cho thuyền thêm chua xót. Dưới ánh trăng khuya bóng hình ai còn đó, giọt sương buồn ai chia nửa giận trăng. Dạ, xin cảm ơn. Muốn hỏi là chịu luyện giọng như thế nào? mỗi ngày hát karaoke nha. Yeah. Nhưng mà hát có nhiều người hát ngoài cũng đâu có được. Dạ, thì em nghĩ cái này cũng là duyên số, là một cái mà đoàn kết lại cho anh chị đây mà giúp cho cộng đồng Việt Nam của mình. Thì em thấy nó rất quý, tại vì đa số ở đây á, người muốn hát nhưng mà không có được cái duyên đó, thì ở đây anh chị đã làm ra cái tổ chức ra cái Happy Band để mà cho những người mà đam mê, mà giúp cho nhất là một cái là không lấy tiền, cũng không xin donation, không tụi chị không có gây quỹ, không yeah. có tổ chức. Thỉnh thoảng tụi chị tổ chức giống như là những cái ngày mà lễ lược mà tụi chị tổ chức ăn chơi đó, thì tất cả anh chị em đều đồng đều ăn bao nhiêu hết bao nhiêu chia đều, mỗi người 5 đồng, 10 đồng, 20, chứ tụi chị không có xin ai bao giờ. Yeah. Vậy thôi. Ừ. Cũng hay, có nghe người ta đã chắc suy nghĩ chắc anh chị giàu lắm. Yeah. Cái tấm lòng thôi. Đúng, cái đúng. Tấm lòng đúng. Em. Yeah, thì thực sự luôn tấm lòng rất là giàu. Thì cho rồi xong nãy mình nói về cho homeless nữa. Thì khi mình làm như vậy là hợp đủ anh chị em hay không? Hay là ai rảnh thì người đó mới đi thôi? Cái chương trình homeless đúng ra là của chị Cathy. Yeah. Là khởi xướng, chị làm từ năm 1914. Tức no, 74. Không. 2014. 2014. Em làm hết hồn. 2014 là chị khởi xướng cái chương trình đó là hai vợ chồng chị. 6 năm rồi. Ừ. Thì sau một thời gian khi mà tụi chị thành lập cái Happy Band, thì các anh các chị trong Happy Band họ together với chị để tiếp tục cái chương trình đó. Rất là hay. Chị còn thêm bài nhạc nào nữa không chị? Chắc là nãy tại giọng cổ em nhớ hai bài, nhưng mà giọng cổ anh không thở không chơi không đánh đàn thì em nghi sẽ còn thêm một bài nữa, thì chắc sẵn đang anh thở đang chờ đợi đang sung ra tầm là trình diễn thêm bài nữa. Dạ, thì giờ chắc em nhờ chị Thảo giới thiệu đàn tên bài nhạc đến quý vị để tiếp tục chương trình. Thái Thảo xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, Thuở Ban Đầu.
sâu đầy mắt một màu xanh khơi, niềm thương không nói nên lời, chỉ nghe sao xa một trời bâng khuâng. Bâng khuâng lúc em cười kia ngàn cây ngẩn ngơ sáng trăng xanh khung trời giặt diều nhạc với thơ, nhưng không thấy anh lại hàng thủy dương trách bóng và lũ hoa thầm khép hương chờ mong. Tùy dưỡng